Chín triết lý đắt giá của Khổng Tử, hiểu càng sâu càng thành công. Khổng Tử, Khổng Phu Tử là một triết gia và chính trị gia sống ở thời Xuân Thu. Ông được xem là nhà hiền triết Trung Quốc mẫu mực nhất. Những lời dạy và triết lý của ông đã hình thành nền tảng văn hóa Á Đông. Ngày nay, những triết lý này vẫn còn ảnh hưởng đến Trung Quốc nói riêng và các nước Đông Á nói chung. Ông đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu các vấn đề về đạo đức và mối quan hệ của con người, cũng như muôn vàn các khía cạnh khác của cuộc sống. Triết học của Khổng Tử nhấn mạnh sự tu dưỡng đạo đức cá nhân, đối nhân xử thế trong các mối quan hệ xã hội. Đạo đức và quy phạm làm người và các đức tính nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Những triết lý của Khổng Tử được đúc kết có giá trị đến muôn đời sau, giúp phát triển con người và sớm nắm bắt được thành công. Con người muốn đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của bản thân, thì những lời chỉ dạy của cổ nhân, của những người đi trước nhiều kinh nghiệm, luôn là bài học quý giá. Hãy cùng suy ngẫm về những triết lý Khổng Tử khuyên răn hậu thế. Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại. Trên đường đời, mỗi giai đoạn mỗi khác, chúng ta sẽ có phương thức phù hợp để phát triển bản thân. Con đường đi đến thành công có thể lúc nhanh lúc chậm, lúc bằng phẳng, lúc gập ghềnh, miễn là bạn đang tiếp tục tiến về phía trước. Dù chậm như thế nào, cuối cùng rồi bạn cũng sẽ đạt được đích đến mà mình đặt ra. Hãy không ngừng nỗ lực trau dồi, hoàn thiện bản thân và kiên định với công việc mà bạn đã lựa chọn. Người ta chỉ không phạm sai lầm nếu như không làm gì cả. Khi bắt tay vào làm bất kỳ việc gì, chúng ta sẽ không tránh khỏi có những lúc sai lầm. Cách con người đối mặt với sai lầm mới là điều quan trọng. Hãy nghe lời dạy, phạm phải sai lầm sẽ chẳng là gì cả, trừ khi bạn tiếp tục nhớ về nó. Sai lầm không phải là tội lỗi khiến con người phải xấu hổ. Ngược lại, đây chính là cơ hội tuyệt vời để hoàn thiện bản thân, thay đổi cuộc sống con người. Hãy biết buông bỏ, tiếp tục cố gắng, không để sai lầm trong quá khứ ảnh hưởng đến suy nghĩ hiện tại. Nhìn điểm tốt của người khác để học, nhìn điểm xấu của người khác để sửa mình. Khổng Tử nói, nếu tôi đang đi cùng với hai người, tôi sẽ xem mỗi người họ đều như là thầy của tôi. Tôi sẽ lượm lấy những điểm tốt của mỗi người rồi bắt chước. Và đối với những điểm xấu của họ, tôi sẽ sửa chúng ở bản thân mình. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ. Chúng ta sẽ có những thử thách, những trải nghiệm vô cùng khác biệt. Chúng ta sẽ có những câu chuyện muốn kể, nhưng hãy giữ điều đó trong tâm trí. Khi im lặng, ta mới có thể lắng nghe, quan sát và học hỏi điểm tốt lẫn điểm xấu của người khác. Luôn cố gắng hơn những gì bản thân có thể. Có câu, bất kể bạn đi đâu, hãy đi với tất cả con tim mình. Trong cuộc sống, hãy cố gắng hết sức, bởi đó là con đường duy nhất để bạn có thể tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất. Với một trái tim nhiệt huyết, chân thành, mọi cuộc hành trình của bạn sẽ có kết quả tốt đẹp. Đừng để mỗi chuyến đi đơn giản là một lần xê dịch, hãy biến nó thành một hành trình có giá trị. Kết giao với những người bạn khiến ta ngưỡng mộ. Trong mối quan hệ bạn bè, hãy ghi nhớ, đừng bao giờ làm bạn với một người không tốt hơn mình. Con người có xu hướng trở nên giống với những người họ chơi thân. Chính vì thế, người bạn tốt hơn có những phẩm chất
khiến ta ngưỡng mộ và muốn học hỏi sẽ thúc giục ta hoàn thiện bản thân. Hãy như người thợ biết mài giũa công cụ của mình. Cuộc sống của mỗi người, thành công hay thất bại, phụ thuộc vào sự chăm chỉ của chính họ. Tuy nhiên, một người thợ sẽ khiến công trình của mình trở nên hoàn hảo khi anh ta biết mài giũa công cụ của mình trước tiên. Khổng Tử dạy rằng, thành công phụ thuộc vào những sự chuẩn bị trước đó, và khi thiếu đi những sự chuẩn bị đó, thì thất bại là điều khó tránh khỏi. Vận dụng lời dạy của Khổng Tử vào sự nghiệp. Bất kể bạn làm gì, nếu muốn đạt được thành công, điều trước tiên là phải chuẩn bị thật kỹ càng. Mỗi khi cơn tức giận nổi lên, hãy suy nghĩ về hậu quả. Trong cuộc sống, chúng ta không tránh được những lúc nóng giận, khi mọi việc không được như ý muốn. Solomon từng nói, người biết kiềm cơn giận còn mạnh hơn cả dũng sĩ. Lời khuyên của cổ nhân, khi cơn tức giận bùng lên, hãy nghĩ về kết quả, từ đó giúp con người kiểm soát được sự nóng nảy. Luôn luôn nhớ rằng phải giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp và suy xét đến những hệ quả sẽ đến sau đó. Luôn có sự điều chỉnh phương thức hành động. Trên con đường đi đến mục tiêu của mình, có thời điểm bạn sẽ nhận thấy không thể đạt được đích đến kia. Nhưng đừng vì thế mà vội vàng thay đổi cái đích. Hãy thay đổi phương thức hành động trước đã. Trong hành trình sự nghiệp, ghi nhớ việc làm chủ và giám sát tiến trình của bản thân để đảm bảo rằng bạn đi đúng hướng. Chắc chắn bạn sẽ gặp những chướng ngại vật. Hãy linh hoạt ứng phó để không chệch hướng đi đến cuối con đường thành công. Điều tốt đẹp thì không dễ dàng đạt được. Khổng Tử nói, thật dễ dàng để ghét và thật khó để có thể yêu. Đó là cách mà mọi thứ trong cuộc sống được sắp đặt để hoạt động. Những điều tốt đẹp luôn luôn khó đạt được, còn những điều xấu lại dễ dàng mắc phải. Chúng ta rất dễ để ghét một ai đó hoặc một điều gì đó. Chúng ta cũng không quá khó khăn trong việc chống đối người khác, bào chữa cho bản thân. Điều khó nhất tạo nên động lực cho cuộc sống chính là sự tha thứ, yêu thương và cố gắng hết sức. Đó là chìa khóa giúp con người có cuộc sống hạnh phúc và thành công. Quý vị thân mến, ngày nay, nhiều người trong chúng ta khi làm một việc dù lớn hay nhỏ thì đều thích tìm người xem phong thủy cho mình. Ví như xem cái bàn đặt hướng nào, giường đặt chỗ nào mới là thích hợp, may mắn. Nhưng kỳ thực, có những điều còn quan trọng hơn cả những việc ấy. Trong Khổng Tử Gia Ngữ có ghi chép lại một điển cố như thế này. Một hôm, quốc vương nước Lỗ thỉnh giáo Khổng Tử. Ta nghe nói rằng mở rộng nhà về phía đông là một việc không may mắn, có phải không? Ông nói, ta nghe nói thiên hạ có 5 loại sự tình khác nhau là ngàn vạn lần không được làm, nhưng việc mở rộng nhà về phía đông lại không nằm trong số ấy. Vậy 5 loại sự tình xấu mà Khổng Tử dạy ấy là gì? 1. Vì lợi ích của bản thân mà làm tổn hại người khác, bản thân sẽ không may mắn. Chính là hại người ích ta, sẽ khiến bản thân nhận phải những điều không may mắn. Điều này cũng chính là phù hợp với thiên lý, thiện ác, hữu báo. Làm hại người khác để chiếm lợi cho mình là làm điều ác, không những không may mắn mà còn khiến bản thân phải chịu quả báo. 2. Không quan tâm chăm sóc người già, chỉ quan tâm chăm sóc trẻ con, gia đình không may mắn. Đây cũng là một câu nói có ý nghĩa rất lớn trong việc khuyên răn người đời.
vì sao làm như vậy lại khiến gia đình không may mắn. Người ta ví mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái giống như cây và quả. Quả của cây chính là con cái, còn gốc cây chính là cha mẹ, rễ cây chính là ông bà tổ tiên. Nếu như chúng ta muốn cái cây này lớn lên tươi tốt, sai quả ngon ngọt, thì phải đem nước và chất dinh dưỡng chăm bẵm cho cây. Lẽ nào lại đem chất dinh dưỡng cung cấp cho quả? Có một câu chuyện như sau. Có một người cha nọ tuổi đã cao, không còn sức lao động, nhưng con trai lại đối xử không tốt. Đứa con ngỗ nghịch này đánh cha, mắng cha. Xong khi bị con cái mắng, ông cũng mắng lại. Đánh ông cũng đánh lại, khiến cả nhà náo loạn. Cứ vậy mãi chẳng giải quyết được vấn đề gì. Một lần nọ, ông đi tìm tới một cụ già khác để tâm sự. Con cái, chúng nó suốt ngày đánh tôi, mắng tôi, rất bất hiếu. Cuộc sống tôi khổ quá, ông nói tôi nên làm gì bây giờ? Cụ già nói với ông, tôi hỏi ông cái này nhá, ông phải trả lời thành thật thì tôi mới giúp ông được. Ông nói, được, ông cứ hỏi, tôi sẽ thành thật trả lời. Cụ già hỏi ông, vậy thái độ của ông với cha mẹ mình ra sao? Vừa nghe xong câu hỏi đó, ông bỗng cảm thấy rất xấu hổ nói, tôi đối với cha mẹ cũng giống như cách mà các con cái đối xử với tôi bây giờ, vừa đánh vừa mắng. Vậy là đã rõ nguyên nhân. Cụ già nói, chính vì ông bất hiếu với cha mẹ mình, nên giờ con cái cũng bất hiếu với ông. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, cái này chẳng thể trách ai được. Kể từ nay về sau, lúc ở nhà, con cái nếu mắng ông cũng đừng đáp trả lại, hãy nhịn. Nó đánh thì kệ nó, cũng đừng đánh trả lại. Ông nghe lời cụ già đó, và vẫn như mọi khi, con trai vẫn đánh, vẫn mắng. Nhưng ông thì không còn đòi một đòi hai phải đáp trả lại nữa. Cậu con trai cảm thấy rất kỳ lạ. Một hôm cậu ta hỏi ông, ngày trước con đánh bố, mắng bố, bố đều đánh lại, mắng lại con. Sao giờ bố lại không như vậy nữa? Người cha đáp, vì ngày xưa bố cũng đánh mắng ông bà, nên giờ mới có thằng con trai như anh. Đối xử với bố y hệt như cách bố từng đối xử với ông bà. Đây là cái nghiệp mà bố phải nhận. Giờ bố nghĩ thông rồi, bố không đánh hay mắng mỏ con nữa. Cậu con trai nghe xong, bỗng như ngộ ra được điều gì đó, lập tức quỳ xuống xin lỗi bố. Con sai rồi, sau này con sẽ không đối xử với bố như vậy nữa. Từ câu chuyện này, có lẽ bạn đã hiểu, cách mà con cái đối xử với chúng ta hiện tại cũng chính là cách mà chúng ta đối xử với cha mẹ của mình trước đó. Vậy nên, phận làm con, tất nhiên ai cũng có cuộc sống, có áp lực, nhọc nhằn và những thứ cần phải lo toan riêng. Nhưng thế giới của chúng ta không chỉ có con cái hay đời sống vật chất, mà nó còn có một phần vô cùng quan trọng là cha mẹ. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, còn cha cũng đừng làm cha buồn, bao nhiêu đó thôi là đủ. Quan tâm, yêu thương cha mẹ, nó không chỉ là bổn phận và nghĩa vụ, mà nó còn là cái đức bạn tích ở hiện tại, và để nó đơm hoa kết trái, để bạn cũng được an hưởng tuổi già hạnh phúc, được con cái hiếu thuận sau này. 3. Loại bỏ người hiền tài, dùng người bất tài, đất nước không may mắn. Người hiền tài không được phân công nắm giữ những việc lớn, việc phù hợp, thay vào đó lại sử dụng người bất tài, thì đây là điềm báo tương lai xấu cho một đất nước, một quốc gia. 4. Người già không dạy, người trẻ không học, phong tục bị hủy hoại. Người già là những người có nhiều kinh nghiệm, thông hiểu luân lý, đạo đức làm người, cần phải dạy bảo con cháu thành người có đạo đức, người tốt. Nhưng nếu người bề trên không dạy bảo người trẻ,
mà người còn trẻ tuổi thì lại ngạo mạn, không muốn thỉnh giáo người lớn tuổi, thì phong tục sẽ không được kế thừa và ngày càng đi xuống. 5. Thánh nhân ở ẩn, kẻ ngốc nắm quyền, thiên hạ gặp họa. Bậc thánh hiền là những người tài giỏi, có trí huệ, có đức hạnh. Một khi họ không được trọng dụng, không được quốc gia coi trọng, lời nói ra cũng không được dùng, thì bởi vì họ là những người không vì danh, không vì lợi, nên sẽ chọn cách đi ở ẩn, không màng đến chuyện của thiên hạ. Khi ấy, những người bất tài, vô dụng nắm quyền lãnh đạo, thì thiên hạ ắt sẽ gặp họa. Vì vậy, bản thân thực sự không may mắn, không có điềm lành cũng không phải nhất định bởi vì phong thủy của gia đình không tốt. Cổ nhân có câu, phúc nhân cư phúc địa phúc nhân cư. Ý nói, một nơi vốn có phong thủy không tốt, thì khi người có đức hạnh ở, sau một thời gian, phong thủy của nơi ấy sẽ trở nên tốt. Còn nếu một nơi có phong thủy rất tốt, nhưng một người không có đức hạnh ở, thì sau một thời gian, phong thủy cũng biến thành xấu. Cho nên, may mắn, điềm tốt không hoàn toàn dựa vào ngoại cảnh.